Thưa quý vị, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 10, cả nước xảy ra gần 1.300 vụ tai nạn giao thông, khiến 580 người chết, hơn 1.020 người bị thương. So với tháng 10 cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 277 vụ, giảm 79 người chết, giảm 233 người bị thương. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm gần 2.600 vụ, số người chết giảm hơn 860 người, số người bị thương giảm 22.400 người. Thành phố Dung Tàu là một trong những địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Dung Tàu đã xảy ra 284 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tăng 58 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đã điều tra làm rõ... 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 159 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, số người chết giảm 10 người, số người bị thương tăng 66 người. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.409 trường hợp vi phạm. Theo phân tích đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao như vi phạm các lỗi như đi không đúng phần đường, làn đường quy định, tránh dược, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, chạy quá tốc độ quy định, không làm chủ được tay lái gây tai nạn và số trường hợp vi phạm luật giao thông bị phát hiện xử lý vẫn rất nhiều. Để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Dũng Tàu sẽ thực hiện nhiều giải pháp, nhất là tiếp tục triển khai và huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm luật giao thông, tiếp tục mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số vụ, số người chết do tai nạn giao thông gây ra.